Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece Channel Nation. One Piece truyện manga đang giai đoạn tạm dừng một tháng để tác giả Oda có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho phần saga cuối cùng. Chúng ta đã chờ đợi được một nửa thời gian, có lẽ tuần sau chúng ta sẽ có được thông tin về chương 1054 để xem Đô đốc Bò Xanh đã định làm gì Luffy. Trong thời gian này thì chúng ta đừng quên rằng anime vẫn đang tiếp tục trận chiến tấn công vào đảo Onigashima và hôm nay đã phát sóng tập mới nhất. Khi vấn đề về virus băng quỷ đã được bác sĩ Chopper giải quyết êm đẹp bằng cách tạo ra một loại virus khác mạnh hơn thì rắc rối ở sảnh sân khấu đã tạm yên ổn. Tập 1024 mới nhất đã tập trung vào nhiều sự kiện khác nhau đang xảy ra đồng thời ở các vị trí khác nhau trong lâu đài. Chúng ta không chỉ nhìn thấy cửu hoàng bao đoàn tụ với chủ nhân của họ là Odin mà chúng ta còn được gặp lại Yamato và Momonosuke. Tuy nhiên, câu hỏi chính mà chắc chắn nhiều bạn xem phim sẽ thắc mắc rằng làm sao để Odin sống lại? Vì vậy, không cần chờ đợi thêm gì nữa, hãy cùng điểm qua những sự kiện nổi bật của tập tuần này và cùng nhau tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của Odin nhé! Tập 1024 có tựa đề là Odin xuất hiện, trái tim bối rối của các thành viên cửu hoàng bao. Yamato, Shinobu và trái ác quỷ của Momonosuke. Bắt đầu với Yamato và Shinobu đang cùng nhau bỏ chạy trong khi cố gắng bảo vệ Momonosuke. Thật không may, Bao Hoang vẫn đang theo dõi họ và thông báo thông tin vị trí của họ cho Kaido. Với màn thể hiện kỹ năng và sức mạnh đáng kinh ngạc, hai chiến binh Yamato và Shinobu đã có thể đánh bại tất cả đám thuộc hạ của Kaido và trấn an Momonosuke họ sẽ bảo vệ cậu. Nhưng Momo thì không nghĩ vậy. Cậu không thể làm gì ngoài việc đợi mọi người bảo vệ, không tài cán, yếu đuối và chán ghét bản thân. Trong trạng thái xúc động của mình, Momonosuke biến hình thành con rồng và điều này khiến Yamato kinh ngạc khi biết Momo ăn trái ác quỷ. Cậu ta cũng nhớ lại lần mình nhịn đói và ăn trái ác quỷ nhân tạo do Vegapunk tạo ra. Trong một căn phòng khác, các thành viên của CBO thảo luận về sự tồn tại của một trái ác quỷ được tạo ra bằng nhân tố dòng dõi của Kaido. Một thành viên đã hy vọng trái ác quỷ nhân tạo đó đã bị phá hủy khi Punk Hazard bị nổ. Odin hồi sinh. Tập 1024 tiếp tục khi các cửu hoàng bao đang thức dậy và họ ở khá xa nhóm của Momo. Trong khi chuẩn bị ra ngoài, họ gặp một người mà họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, chính là chúa công Odin. Trong khi hầu hết các samurai xúc động không thể mở lời, Kikunojo bắt đầu hồi tưởng về thời còn là một cô bé, nhờ tiếng cười của Odin. Odin động viên mọi người rằng đến lúc đứng dậy để tiếp tục chiến đấu một lần nữa. Điều này khiến cho tất cả các samurai đều rất vui khi được gặp lại chủ nhân của mình và vui mừng với những lời động viên của anh ta. Tuy nhiên, với những lời nói về phu nhân Toki đã khiến Asura và Raijo nghi ngờ đây là Odin giả. Asura và Raijo vẫn đang cố gắng đánh thức đồng đội của họ về thực tại, thậm chí đấm Kinemon để khiến anh ta suy nghĩ về tình hình hiện tại. Đồng thời, Asura tấn công để chứng minh Odin này không phải là người thật. Nhưng cuối cùng, kẻ giả mạo đã lợi dụng sự bối rối của các samurai dùng kiếm đâm trọng thương Asura, tiết lộ rằng đây là một hình nộm và người điều khiển hình nộm này chính là kẻ phản bội Kanjiro. Kanjiro thì tiếp tục chế nhạo những người đồng đội cũ của mình trong khi nói chuyện trực tiếp với Kiku và tiết lộ với mọi người rằng hắn ta muốn đi giết chết Momonosuke. Cuộc chiến trên mái nhà ngày càng gay gắt. Tập 1024 trở lại với nhóm của Momonosuke khi Yamato bắt đầu tự hỏi rằng cuộc chiến của Ruffy không biết đang diễn ra như thế nào. Momo cũng tiết lộ rằng cậu ta biết Ruffy đang yếu đi nhưng rất vui. Điều này khiến mọi người đều bất ngờ không hiểu tại sao Momonosuke lại biết được. Trên mái nhà, Kaido và Big Mom đang chiến đấu chống lại thế hệ tồi tệ nhất. Bất kể những tên cướp biển trẻ tuổi có cố gắng gì đi nữa, Tứ Hoàng dường như vẫn sừng sững như hai kẻ bất bại. Tuy nhiên, không phải tất cả hy vọng đều mất đi khi họ bắt đầu đưa ra các kế hoạch để phối hợp với nhau tìm cách đánh bại Hoàng đế. Tập 1024 kết thúc với cảnh Luffy vui vẻ chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến chống lại Kaido một cách thích thú. Tuyên bố rằng cậu đã từng đến địa ngục nhiều lần nên cậu hoàn toàn không sợ địa ngục và trận quyết chiến này họ sẽ chiến thắng hai Tứ Hoàng. Những suy nghĩ của mình về One Piece tập 1024. Tập 1024 này đang tạo tiền đề cho những cuộc đối đầu thú vị sớm xuất hiện ở trên phim anime của chúng ta. Chúng ta cần xem cửu hoàng bao sẽ làm gì để đánh bại Kanjiro và bảo vệ Momonosuke, cũng như chứng kiến kế hoạch của các siêu tinh khi cố gắng tách hai hoàng đế ra để khiêu chiến. Một số cảnh dài hơn một chút so với mức cần thiết như cuộc nói chuyện giữa Momonosuke và Yamato, nhưng ngay cả những cảnh đó cũng có lý do cho độ dài của bộ phim. Nhà sản xuất phim muốn giúp người xem hiểu những gì sắp xảy ra trong câu chuyện vì càng ngày câu chuyện này dường như càng ngày càng đến gần hơn với cuộc chiến cuối cùng. Tập 1025 tuần tới sẽ tập trung vào nhiều trận chiến quan trọng diễn ra cùng lúc. Chúng ta sẽ xem Chopper đối phó với Queen như thế nào và cái kết của cuộc chiến giữa cửu hoàng bao và Odin giả. Nhưng quan trọng nhất, chúng ta sẽ chứng kiến được một cuộc tấn công kết hợp mạnh nhất mà Big Mom và Kaido sẽ sử dụng để cố gắng tiêu diệt thế hệ tồi tệ nhất. Trên đây là những chi tiết ở trong tập 1024. Càng ngày thì các trận chiến đối mặt cuối cùng ở Onigashima càng đến gần. Chúng ta hãy cùng theo dõi bộ phim vào chủ nhật hàng tuần để không bỏ lỡ những trận chiến đỉnh cao trên màn ảnh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.